Thưa quý vị và các bạn, hiện thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 15.000 trường hợp F0 đang được chăm sóc điều trị tại nhà, phân bố đều ở khắp các xã phường. Và để hỗ trợ chăm lo cho F0 tại nhà thì sáng nay ngày 19 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã họp khẩn với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cùng với 3 tỉnh thành đó là Bình Dương, Long An và Đồng Nai để thảo luận vấn đề triển khai mô hình trạm y tế lưu động. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, mỗi xã phường theo quy định trước đây có một trạm y tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, có thể thiết lập nhiều trạm y tế lưu động tại xã phường đó, nhất là với khu vực đông dân cư, nơi có nhiều người nhiễm COVID-19. Trạm y tế lưu động này vẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ của trạm y tế trong chăm sóc sức khỏe ban đầu với người dân trên địa bàn, đồng thời quản lý điều trị người nhiễm COVID-19 dựa vào cộng đồng và gia đình với mô hình của thành phố Hồ Chí Minh. Trạm y tế lưu động tối thiểu cần có từ 1 đến 2 bác sĩ và từ 5 đến 7 cán bộ y tế khác. Trạm có ít nhất 2 bình oxy trở lên, có đầy đủ mặt nạ để thay phiên nhau và dụng cụ cấp cứu khác. Ngoài ra, tại đây cần có tình nguyện viên tại địa bàn để nắm rõ địa bàn cũng như là dân cư. Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các địa phương phải xác định từng khu phố thì có bao nhiêu trường hợp F0. Cứ khoảng 10 đến 20 F0 lại bố trí một trạm oxy gắn với tổ phản ứng nhanh. Các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai biện pháp này. Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ đồng tình với ý tưởng là nâng cấp các trạm oxy này lên thành trạm y tế lưu động. Trong đó, trạm này cần bổ sung nhân lực, trang thiết bị cũng như là những phương tiện test nhanh.